Linh xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hát Cho Ngày Mai. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo trong ngày hôm nay, đó chính là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quỳnh Hoa và diễn viên Trương Thế Vinh. Một nụ cười lan tỏa những năng lượng tích cực, đó là MC ca sĩ Quỳnh Hoa. Lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cười hết trơn đó. Gặp nhau là cười để chúng ta có thể có nhiều cái năng lượng tích cực, đúng không Quỳnh Hoa? Dạ. Làm sao để mà chúng ta luôn luôn có những năng lượng tích cực đó? Muốn có năng lượng tích cực thì chúng ta hãy suy nghĩ tích cực. Nhạc sĩ Quốc Việt thì tất cả mọi chuyện đều bình thường thôi. Bình thường thôi. Bởi vì mỗi tập chúng ta có một nhân vật mới, những người ở tuyến đầu đã kể và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta những cái tấm gương tuyệt vời trong cuộc sống này. Chính xác là như vậy. Và chúng ta hãy hát cho ngày mai, vui cho ngày mai, sống cho ngày mai, hết mình cho ngày mai. Chào chàng đẹp trai. Cảm đây, anh. Năng lượng tích cực đây. Đến với chương trình Hát Cho Ngày Mai, em có cảm xúc như thế nào hả Trương Thế Vinh? Dạ, khi mà em xem qua chương trình này thì em ngạc nhiên. Tại vì em không nghĩ là những người ở tuyến đầu mà lại có thể hát hay như vậy. Hôm nay hy vọng rằng em sẽ truyền những năng lượng tích cực cho những câu chuyện của chúng tôi, để có thể chúng ta có thêm nhiều cái động lực trong cuộc sống nữa. Dạ vâng ạ. Rồi, chào đón Trương Thế Vinh với Hát Cho Ngày Mai. Mời bà giám khảo. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn nhân vật đầu tiên, đó là bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa Khoa Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó thì dịch đang bùng phát thì Bệnh viện Đa Khoa khu vực Củ Chi có mấy đội đi tiêm chủng. Thì lúc đó em có tiêm, nhưng mà em tiêm có khi tới 12 giờ, có khi 1 giờ. Đó, thì một cái điểm thứ hai nữa là lúc đó tiêm bên đó xong mình phải chuyển qua tiêm cho công nhân. Thì tiêm công nhân ở khu công nghiệp Củ Chi rất là đông. Thì người ta chờ đợi rất là lâu. Có vài trường hợp người ta ngất xỉu. Thì hai xe cấp cứu lúc đó em là phụ trách, là bác sĩ là theo khám sàng lọc. Thì thấy ca nó ngất xỉu nhiều quá, cái bác sĩ bên thâu tim á, người ta nói là thôi bây giờ không có bác sĩ nào mà theo dõi hết á, thì em chạy qua em theo dõi luôn. Rồi lúc đó em theo xe cấp cứu em đi, em chưa về cái là có ca kêu là nói cấp cứu tiếp. Coi như suốt ngày cứ sáng tim là chiều cấp cứu, suốt ngày nào cũng như vậy luôn. Dạ. Chúng ta thấy được sự nỗ lực của bác sĩ Đồng. Dạ. Cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn bác những gì mà chúng ta đã cống hiến trong đợt dịch vừa rồi, và tiếp tục sự cống hiến đó để giúp cho những người bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh ha, trở về cuộc sống bình thường. Hôm nay thì bác sẽ trình bày ca khúc gì với Hát Cho Ngày Mai? Dạ, em xin hát một cái bài Cô Hàng Xóm. Cô Hàng Xóm. Thôi bây giờ thì xin mời bác đóng, chúng ta sẽ chọn một micro vàng nào đó. Thì em sinh năm 75 thì em lấy số 7 ha. 75 lấy số 7. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát Cô Hàng Xóm với bác sĩ Sầm Văn Đống. Nhưng
đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bon bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm thân đời chua xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mờ. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cắt đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Cảm ơn hai bạn vũ đoàn rất là hay. Tâm trạng quá bác Đống hả? Ở nhà bác có hay hát cho vợ nghe bài này không? Ngày hôm nay em cũng xin giới thiệu có bà xã em cùng tới, cùng là điều dưỡng dịch ở Đa Khoa cùng của chúng. Có bà xã luôn hả? Dạ. Rồi xin chào bà xã của bác sĩ Đống. Em chào anh Quyền Linh và ba vị giám khảo. Hôm nay em đi gọi là một chút chút hộ tống cho ông xã em chút xíu. Nhà em thì tuy là ngành y hai vợ chồng thiệt, nhưng mà trong nhà không có thuốc nhiều mà bằng loa thùng đâu ạ. Bởi vì chồng em đam mê hát lắm. Hồi xưa chắc cũng yêu nhau vì giọng hát dạ, này hả? Lúc mà gặp anh thì em về quê anh, em thấy nghèo quá, em nản, em lên em chia tay luôn. Cái lúc đó chồng em nói một câu vậy nè: năm nay là năm cuối đại học y dược của anh rất cần thời gian để anh tập trung cho sự nghiệp sau này. Anh không hứa với em điều gì hết, nhưng anh chỉ nói một điều rằng sau khi anh ra trường, anh sẽ đem tất cả những cái thứ gì tốt nhất trên cuộc đời này dành cho em. Tự anh ở trên này 6 năm trời đại học y dược là tự anh đi giống như rửa chén thuê, rồi anh ấy đi làm gia sư á. Mà hai đứa yêu nhau mà anh chỉ chở em những cái quán ăn chay thôi. Hồi đó ăn chay là có 2.000 với 3.000 một tô thôi ạ. Ngày nào mà anh nhận tiền gia sư á thì mới được ăn cơm 10.000 thôi, đó là cơm sườn. Và nhân cơ hội này và nhân dịp này em xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ chồng em đã sinh ra cho em một người chồng rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã thực hiện lời hứa của mình. Anh là một người cha mẫu mực, là một người chồng rất yêu thương vợ con. Cảm ơn anh và em cảm ơn chương trình rất nhiều. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời luôn. Một người chồng mẫu mực ha. Nghe bà xã bác Đống kể mà Quỳnh Linh và mọi người cũng rất là xúc động về câu chuyện đó. Xúc động quá Quỳnh Hoa hả? Quá dễ thương luôn, em rất thật là em tham gia cái chương trình này em thích vô cùng luôn. Và em được gặp những người phải nói là trên cả tuyệt vời. Anh Đống rồi bà xã, tất cả những người mà phải nói là họ đã vượt qua được tất cả những khó khăn. Có một cái gia đình ấm êm hạnh phúc như thế này thì quá tuyệt vời. Xin được chúc mừng cả gia đình của anh Đống. Có thể có thể gọi mối tình này là mối tình cơm chay. Xin mời Trương Thế Vinh. Khi mà em nghe đầu tiên vô thì em nói anh hát hơi có vẻ hơi khép quá, chưa có mở nó nhiều. Nhưng mà hát một vài câu thì em lại cảm thấy là nó chân thật quá. Và em thích cái cách anh hát mà anh đứng ảnh nghiêng nghiêng. Bắt tiền lại đúng không? Yeah, anh rất là nhập tâm luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Trương Thế Vinh. Dạ, người đàn ông nghi lực truyền cảm hứng cho mọi người như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng bác Đống với phần trình diễn vừa rồi. Cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn mọi người. Rồi, xin mời bác Đống. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Chúng ta vừa đến với câu chuyện đầu tiên, còn bây giờ Quyền Linh sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai kể về một người đàn ông kinh doanh xe bánh mì tên là Huỳnh Quang Khải. Bánh mì bán từ lúc nào vậy Khải?
Dạ em bán từ tháng 11 năm 2021. Ồ, mới bán đây thôi hả? Dạ, cũng do không giỏi gì anh Quỳnh Linh là trước đó công việc chính của em là hướng dẫn viên du lịch. Dịch nên du lịch không có hoạt động được. Qua tháng 11 thì em mới nghĩ ra một cái hệ thống xe bánh mì chả cá tên là Chàng Béo. Cái đầu tiên của em á, là muốn có một ít thu nhập cho cá nhân mình. Dạ. Cái thứ hai á, là muốn tạo công ăn việc làm cho học sinh của em. Wow. Em dạy dạ. về gì? Dạ em có một lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường miễn phí. Ồ, hay vậy ta. Một cái lớp tình thương đó khoảng bao nhiêu học sinh vậy Khải? Dạ hiện tại bây giờ sĩ số là 29 em. Rồi em dạy gì trong đó? Dạ em dạy hai môn toán và tiếng Việt. Quá tuyệt vời luôn. Dạy được bao nhiêu lâu rồi Khải? Dạ em dạy được 14 năm. 14 năm rồi. Tức là biết bao nhiêu lớp luôn rồi. Dạ đúng. Quá trời dữ, tuyệt vời quá cho tụi ông này cái coi. Ôm bánh mì cái. Bán quá. Đấy một cái chàng trai. Thật ra khi nghe câu chuyện của em làm cho mọi người càng yêu quý em hơn nữa. Dạ. Và tự nhiên từ sao em xuất phát ra cái việc, cái tâm mà mở một lớp học tình thương như vậy? Em trẻ mồ côi cha nên em nhìn các con đó thiếu tình thương của cha mẹ, em kèm không được. Hồi xưa lúc mà 2008, cuối năm 2008, đầu năm 2009 thì cái lúc đó là em đi ra đường, em thấy em là đoàn viên thì em thấy ở trong xóm mình, ở trong khu phố mình nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quá. Nên em mới họp lại với mấy bạn và mở ra một cái lớp nhỏ. Rồi trong cái đợt dịch đó em khó khăn như vậy làm sao em tồn tại được cái lớp học đó? Dạ đợt dịch thì em vì chỉ thị không tập trung trên 20 người và trên 10 người nên em đã tạm dừng lớp lại vào ngày 29 tháng 5. Một tây tháng 6 năm 2021 thì em mới lập ra bếp cơm không đồng. Bếp cơm không đồng nữa? Dạ. Lúc là chưa bán bánh mì đúng không? Dạ chưa. À rồi kinh phí đâu mà em lập một cái bếp ăn không đồng đó? Thì em đi mua bánh mì, có một cái cụ lại mua bánh mì chung với em, nói chú ơi bán cho tôi một ổ bánh mì. Thì em mới quay lại hỏi ủa chú mua bánh mì về làm gì? Nói đây tôi ăn. Hỏi chú ăn không hả? Nói dạ đúng rồi anh. Thì lúc đó em mới về em trăn trở, em nói là làm gì làm, mình phải lập được một cái bếp ăn không đồng dành cho người nghèo. Thì em về em đăng status lên Facebook em, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ mọi người mạnh thường quân của em ủng hộ và mỗi người một tay chân, người thì bếp, người thì rau củ, người thì thịt thà. Những ngày đầu thì em chỉ nấu được 100 suất và dành cho những người khó khăn. Rồi xong mà chỉ thị 16 thì những người khó khăn nó không đi ra đường được nên em mới chuyển dành cơm đó tăng số lượng lên thành 300-400 hộp dành cho những khu cách ly. Thì một thời gian sau em thấy những khu phong tỏa đó những người ta ủng hộ nhiều quá nên em xoay vòng lại những cái khu công nhân và không có điều kiện dành cho khu trọ và những khu bệnh viện dã chiến và bệnh viện. Dạ. Đây là một câu chuyện đáng được ghi nhận và tri ân những cái việc làm của em cho cộng đồng xã hội. Ở đây anh thấy hình như có mấy em học sinh của em đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ bốn em học sinh của em. Chào chú Quỳnh Linh gặp các con nào. Rồi chào các con. Dạ con chào chú Linh. Con tên là gì? Dạ con tên là Đỗ Quân Hiếu. Con nhà ở đâu? Dạ con nhà ở sát bên nhà thầy luôn. Thầy luôn. Con sao con đi học lớp tình thương của thầy? Dạ một phần là nhà con không có điều kiện với lại con cũng học trễ nữa. Con học được thầy Khải bao lâu rồi? Dạ con học được thầy Khải được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Rồi chuyển cho mic cho con gái cái bên nào. Chào con. Dạ con học 1 năm. Rồi con gái bên. Dạ dạ được 4-5 năm rồi. Rồi còn bạn trai này con học mấy năm rồi? Con học được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ở đây các bạn toàn học 3-4 năm không á hả? Dạ đúng rồi. Mấy năm thì các bạn ra trường? Dạ ở đây các em nó chỉ cần biết chữ là phụ huynh cho các em nó nghỉ để đi làm. Nói thật với anh Linh là cái đó cũng là một cái trăn trở nhất trong cuộc đời của em. Các em cứ đến độ tuổi tầm 14-15 tuổi là phụ huynh lại cho các em nó nghỉ để đi làm. Em trăn trở điều gì? Em sợ các em nó thương anh ạ. Một em có lẽ là em không thể nào dạy hoàn thiện cho các em cho hết lớp học được. Các em chỉ học biết chữ thôi để tiếp tục phụ giúp gia đình đúng không? Dạ đúng.
cảm ơn cái tấm lòng của em rất là dạ. nhiều. Đó là lý do tại sao mà em lại lập ra xe bánh mì có mang tên là hệ thống Chàng Béo, là để em vừa dạy chữ cho các em, vừa đào tạo nghề cho các em. Em mong muốn là sau này các em nó sẽ bước ra ngoài đời, nó sẽ có một cái nghề, một xe bánh mì chả cá bây giờ nếu mà đang mua ngoài thị trường tầm khoảng 7-8 triệu. Hiện tại bây giờ hai em nam ở dưới là hai em đang phụ em để bán bánh mì. Hay quá. Dạ. Em có được bao nhiêu xe rồi? Dạ tại vì tài chính em ít nên em chỉ được có 3-4 xe thôi ạ. Dạ. Sau câu chuyện này anh nghĩ rằng sẽ có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ em dạ. thêm nhiều xe nữa nha. Dạ cảm ơn. Đây, chúng ta vừa đến với những cảm xúc phải nói là khó tả lắm quý vị, với lớp học tình thương như thế. Hôm nay chúng ta bỏ qua chuyện buồn ở đi ha. Dạ. Và bây giờ sẽ là những cái động lực, những cái gọi là niềm vui trong ngày hôm nay. Dạ. Em hát bài gì? Dạ em sẽ hát bài Người Yêu Cô Đơn. Dạ. Đang hạnh phúc mà hát Người Yêu Cô Đơn hả? Dạ. Người Yêu Cô Đơn. Dạ. Bây giờ em sẽ chọn micro vàng. Dạ em xin chọn số 5 ạ. Số 5 là của em. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với tiếng hát của Chàng Béo. Mặt rất là hài hước luôn, rất là có duyên luôn á. Em mà cái đạo diễn nhìn mời vào cái vai phim nào đó. Sao Trương Thế Vinh thấy phần trình diễn của Khải Béo thế nào? Em nói thật chứ, tại vì em vừa nghe một câu chuyện rất là lan tỏa yêu thương. Một cái người mà xung quanh có rất nhiều tình yêu như vậy hát bài Tình Yêu Cô Đơn nó không vô. Không, nhưng mà nhiều khi đây là bài tủ của bạn sao? Bài tủ à? Chắc là như vậy. Như đây gần như bài này bài ruột đúng không? À, dạ không ạ. À. Không dạ lần đầu tiên em hát bolero. Ủa, em hát cái loại này. Ủa, dạ. Ủa, em hát là thường hát bài gì? Dạ cháu thương ba nhớ ba thương con không. Đó. Thật sự cái chỗ mà Khải á, Khải Béo á, tại vì sao thấy cô đơn khi mà lớp học tan rồi, Khải Béo muốn ước ao được nhiều hơn, được dạy nhiều hơn, được các em hiểu biết nhiều hơn và được giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh nó nhiều hơn, và chắc chắn rằng
những cái tình cảm đó nó còn động mãi chứ không bao giờ hết cả. Dạ cảm ơn anh nhiều. Thực sự là nghe câu chuyện của chàng béo thì chị rất là xúc động. Cũng xin được góp sức cùng với cái lớp của em, chị có thể đến để có thể dành một vài buổi để cùng dạy thêm những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói, những cái kỹ năng mềm thêm cho các bạn, cùng góp sức với em, cùng với các bạn nghệ sĩ hoặc là các mình thường quân nào có thể cùng làm. Thì nếu mà em không chê thì tôi xin cho chị cùng tham gia. Dạ, nhìn dạ nãy được như vậy thì rất là cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Hay quá. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, một tràng pháo tay dành cho chàng béo. Chúng ta đã trải qua hai câu chuyện, mỗi câu chuyện có màu sắc khác nhau, về sự nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vì những nỗ lực cống hiến cho cộng đồng xã hội. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Bây giờ chúng ta còn một nhân vật nữa, nhân vật đó là ai? Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một bác sĩ đến từ thủ đô Hà Nội, bác sĩ Trần Tiến Tùng. Tùng làm chuyên khoa gì? Em làm chuyên khoa các bệnh nhiệt đới, truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Ồ, truyền nhiễm đó hả? Em ở Hà Nội có đi chống dịch giống như ở trong thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ vâng, thưa anh Quyền Linh, là trong vòng 3 năm ở tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, ở cái giai đoạn là khi mà cả nước đều dồn lực vào bệnh viện nhiệt đới Trung ương là cái nơi đã thu dung và cũng như là điều trị bệnh nhân Covid, thì em chính là một trong những bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với căn bệnh này. Cái cuộc sống của em á, trước khi trở thành bác sĩ em có vất vả, khó khăn, có nỗ lực để khoác được cái áo blue trắng như bác sĩ đóng không? Thì trong cái quãng thời gian mà em theo học suốt từ năm 2011 cho đến cái khoảng thời gian đó, thì có rất nhiều những cái giai đoạn ở giữa đó là thực sự rất khó khăn với em. Khi mà ban đầu tham gia thi ngành y và cũng như là học ngành y ạ, thì người có lẽ là người duy nhất ngăn cản em đó chính là mẹ em. Tại sao vậy? Thì thực ra là gia đình của em thì cũng không phải là một cái gia đình có nhiều điều kiện về kinh tế, cũng chỉ là làm nông thôi ạ. Cái giai đoạn mà em sau khi kết thúc em học đại học thì lúc đó em cũng đã 24 tuổi rồi. Với các bạn đồng trang lứa của em thì cũng đã đi làm và đã có kinh tế ổn định rồi, nhưng bản thân em thì vẫn phải đi học tiếp 3 năm nữa và sẽ xác định là 3 năm tiếp theo là hoàn toàn là gần như là cũng sẽ không hỗ trợ được về kinh tế cho gia đình. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì rất là không may mắn là mẹ em đã phát hiện ra một bệnh hiểm nghèo, đó chính là căn bệnh ung thư vú ạ. Ngay trong cái khoảng thời gian đó, ngay trong cái ngày 27 tháng 2, chính là cái ngày thầy thuốc Việt Nam, thì cũng chính là cái ngày em đưa mẹ đi khám và phát hiện ra căn bệnh đó. Thì thực sự là cái cảm xúc nó rất là khó tả, rất là lẫn lộn ngay tại cái ngày mà dành cho chính bản thân mình ạ. Em rất phân vân, bởi vì liệu rằng mình có nên tiếp tục theo đuổi cái con đường đi học của mình tiếp hay không, hay sẽ dừng lại ở thời điểm đó để tạm thời gác lại để sẽ đi làm và có một công việc có thể có nguồn thu nhập để hỗ trợ gia đình ngay tại cái thời điểm khó khăn như vậy. Thì lần này mẹ em lại là một người đi ngược lại với tất cả mọi người, đó là khuyên em là tiếp tục đi học tiếp. Thì em đã cố gắng, thực sự rất cố gắng trong cái giai đoạn đó. Thậm chí là em đã từng phải đi chạy Grab để có tiền để trang trải trong cái giai đoạn mới khi bắt đầu học sau khi tốt nghiệp đại học. Rồi, chúc mừng bác sĩ Tùng ngày hôm nay đã đến với chương trình. Hôm nay bác sĩ Tùng sẽ hát bài gì? Ngày hôm nay thì em sẽ xin phép gửi đến hội trường một ca khúc ballad nhẹ nhàng, ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em ạ. Nghe nó lãng mạn quá nha. Trước khi hát thì mời bác sĩ Tùng sẽ chọn micro vàng. Thì em chọn một ca khúc liên quan đến tháng 4 ạ. Cho nên là cho phép em xin được chọn số 4 ạ. Số 4. Số 4 luôn. Rồi, chúc phần biểu diễn thành công nha. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của bác sĩ Tùng đến từ thủ đô Hà Nội.
đầu. Hoa cây rút đêm mơn mang lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng. Chơi chuồn với anh trên cánh đồng say. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, đêm mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư anh sao phía xa bỗng nhiên dần tan. Những kỷ niệm phai tàn thật nhanh. Em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em. Để lại tháng tư ở đâu. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường tôi hằng mơ. Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em. Kể chào cô gái thật nhanh. Em đã bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong may. Chúc mừng phần biểu diễn của bác sĩ Tùng. Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Rất là hay mà hát đúng tông như là ca sĩ đã từng hát bài này luôn. Chính vì điều đó cho nên đoạn cuối nó hơi chệch choạng tí, không sao. Mời Trương Thế Vinh. Từ giọng thật qua giọng giả thanh, rồi cái nốt cao cũng là một bài rất khó xử lý. Nếu mà chọn một cái bài nào mà nó đơn giản hơn, một kép nhã mà hơi đẹp như vậy thì là chết người. Nhưng mà thật sự là cũng tròn trịa, cũng rất là tuyệt vời, em thích. Mời em sẽ Quỳnh Hoa. Vâng, mà mình phải nói là mình vô cùng khâm phục những người theo ngành y. Bởi vì chẳng hạn như những ngành như mình học, các ngành về kinh tế thì chỉ học có mất 4 năm, 5 năm. Nhưng mà đối với ngành y thì phải 6 năm, rồi thêm chuyên khoa mất mấy năm nữa rồi, coi như là cả chục năm để đi học, rồi mới đi ra làm. Thì đúng là các bạn phải nỗ lực lắm lắm luôn thì mới có thể vượt qua được. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Ở đây là những chàng trai tôi thấy rằng ai cũng đẹp cả. Đẹp từ tâm hồn, đẹp tới câu chuyện, đẹp đến nghị lực sống. Và cả ba người đang ngày hôm nay đều có những nghị lực đẹp đó. Xin mời trở lại sân khấu bác sĩ Đống và Khải Béo. Chúng ta vừa đến với ba câu chuyện. Mỗi câu chuyện có một màu sắc khác nhau, một câu chuyện đều làm chúng ta rung động trái tim. Và bây giờ chúng tôi sẽ đọc tên người dừng chân ở vòng chơi đầu tiên. Đó chính là Sầm Văn Đống. Dạ. Chúc mừng cho bác sĩ đẹp trai ở Hà Nội và chàng bánh mì Khải Béo. Chúng ta vào trong để chuẩn bị đi ha. Bây giờ thì bác sẽ mở cái micro vàng của mình để xem giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Số 7 là số của bác sĩ Sầm Văn Đống. Với món quà này bác dự định dùng cho mục đích gì? Dạ thưa anh Quyền Linh với lại ban giám khảo, cái này cái là em cũng có một số ít thì em hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Chăm của em, còn số ít thì em có gửi cho ba mẹ ở quê. À. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở xem micro vàng của bác sĩ Sầm Văn Đống là bao nhiêu. Hy vọng nó nhiều chút xíu.
số tiền là bao nhiêu? 4 triệu. Xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Bây giờ sẽ là món quà từ Micro Vàng dành cho bác sĩ Sầm Văn Đống. Số tiền nãy mình rút là 7 số 0 rồi. Hy vọng số trước nó sẽ lớn, càng lớn càng tốt. Lớn đi, lớn luôn, lớn hết luôn, để có món quà dành cho làng, cho mấy người khó khăn ở làng quê của bác cùng với ba mẹ già. Số tiền là 30 triệu đồng. Xin cảm ơn. Dạ, cho Quỳ Linh gửi lời thăm hai bác và gia đình nha. Dạ, chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ, cảm ơn bác Sầm Văn Đống đã tham gia chương trình. Dạ. Xin chào tạm biệt. Chúng tôi mời quý vị đến với tiếng hát của Khải Béo. Bây giờ thì chú Thế Vinh thấy sao? Lần này trở lại bài hát này Lần này khác hẳn nha. Lần này tự nhiên em thấy bạn biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Tại giờ là cái phần biểu diễn này là biểu diễn nhập tâm nhất mà em thấy. Và hát có vẻ tự tin hơn. Hôm nào đi, mình tới Quỳnh Hoa sẽ xuống trung tâm thăm các bé rồi dạy truyền lửa về âm nhạc. Và tập cho Khải một cái vài bài ruột để nó phù hợp với giọng Khải nhiều hơn nha. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Chị muốn hỏi thăm thêm một chút xíu về cái lớp học tình thương của em. Không biết là các bé ở đó thì thường là độ tuổi từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi em? Dạ các em ở lớp em từ độ tuổi từ 8 cho tới 18 tuổi. Ngoài ra em có dạy phụ huynh nữa. Dạ cho những người lớn tuổi nữa. Tức là những người không biết chữ ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Tức là học chung cả phụ huynh và các bé học chung với nhau luôn? Các em học sẽ từ 6 giờ 15 cho tới 9 giờ. Còn phụ huynh á, thì em sắp xếp vào trễ chút xíu, có nghĩa là 7 giờ và về vào lúc 8 giờ 30. Wow, hay quá. Rồi, chúc mừng phần biểu diễn của Khải. Bây giờ mời Khải về vị trí. Quý Linh mời quý vị chúng ta sẽ đến với giọng hát của thầy bác sĩ đến từ thủ đô Hà Nội, bác sĩ Tùng. Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm. Tại sao không vẫy tay chào đời ta đứng bây giờ? Hai nơi hai người dừng, đời em bước qua. Để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. Màu hoa cài áo em còn như lời hứa đã từng
giờ đây còn như xưa. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, khi ta đang mong vậy thôi. Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về. Giấu trái tim mình và đừng thổn thức. Dừng lại, còn hai ta trôi đi theo mây ngàn. Từng cảm xúc trong tim anh đang cô đơn cùng với ngàn lời viết riêng cho bài ca tình đầu. Một đêm một thói quen từ lâu. Dòng người vội vàng bước qua, tựa như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, khi ta đang mong vậy thôi. Một bài đang hot vì đâu cũng nghe hết trơn á. Tôi thấy Trương Thế Vinh ngồi ghi chép chép, ngẫm nghĩ xem về nghe bài hát này. Bạn thấy phần biểu diễn vừa rồi của bác sĩ Tùng như thế nào? Ít có người nào mà hát nghiệp dư mà để được cái hơi hơi đẹp như bạn này. Anh tin rằng nếu như em mà hát cho bạn em nghe, em hát chơi với nhau em thoải mái hơn thì em sẽ hát còn hay hơn nữa. Nhưng mà tuyệt vời em. Anh thích. Dạ. Cái này phải đi đóng phim hay là làm người mẫu hay làm ca sĩ thêm nữa mới dạng lên nữa. Dạ. Thật sự chương trình Hát Cho Ngày Mai á, không những có nhiều cái nhân vật đem đến cảm hứng và cũng như là những cái tấm gương, mà còn có nhiều cái dòng nhạc khác nhau nữa. Và nhất là giống như là Tiến Tùng mới vừa trình bày một cái dòng nhạc mới cho tất cả những các bạn trẻ. Cảm ơn Tiến Tùng. Chúc mừng phần biểu diễn của bác sĩ Tùng. Bây giờ xin mời Trang Khải Béo bóng bánh mì trở lại sân khấu. Cô Linh bắt đầu công bố kết quả xem ai sẽ tiếp tục dừng cuộc chơi ở vòng thứ hai này đây. Người dừng chân ở vòng 2 là bác sĩ Tùng hay là Quỳnh Quang Khải? Hồi hộp quá. Người dừng chân ở vòng 2 là Quỳnh Quang Khải. Chúc mừng bác sĩ Tùng. Mời bác vào trong chuẩn bị để chúng ta có thể biểu diễn tiết mục cuối cùng trong ngày này tốt đẹp. Chúc mừng Khải. Dạ. Thật ra thì anh chàng béo này thì ai cũng nhớ rồi ha. Nhất là nhớ cái tâm hồn của em. Bây giờ thì em sẽ mở micro vàng của mình để xem giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Anh Linh, trước khi mở cho em tặng bạn món quà vì cái trái tim đẹp của bạn. Đấy, lý do tại sao mà em ngồi em cứ quý ngoái là dạ. Đây, thôi tặng bạn một cái kỷ niệm. Trời ơi. Một cái thiệp. Lời động viên nhé. Yeah. Cảm ơn Vinh, cảm ơn Vinh nhiều. Dạ, em thấy cảm hứng quá, bạn truyền cho em năng lượng tích cực. Em xin gửi lại một cái chút gì tích cực lại ạ. Bạn có trái tim rất đẹp. Tiếp tục nhé. Đó là lời viết của Trương Thế Vinh. Dạ, em cảm ơn anh Vinh nhiều. Cảm xúc thế nào? Em cũng không biết nữa. Vui lắm anh Linh à. Rất là vui đúng không? Dạ. Thật ra hôm nay em làm cho nhiều người vui lắm á. Dạ. Làm nhiều người rơi nước mắt, cảm động. Nhưng mà dạ, rất nhiều người vui. Vui ở cái tấm lòng tốt của em. Dạ. Đã lan tỏa những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Bây giờ sẽ là món quà của em. Số 5, mở. Và đây sẽ là món quà của anh chàng Khải Béo. Chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi đem xe bánh mì tới liền. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Anh chàng Khải Béo của chúng ta đang kinh doanh bánh mì ở quận 12. Sau chương trình này em sẽ tốt hơn nhiều nữa, không chỉ có 4 xe bánh mì em đang có, mà có thêm nhiều xe nữa. Nào, số tiền dành cho chàng bán bánh mì Khải Béo là bao nhiêu? Bao?
Vậy được có 2 xe thôi, 2 xe bánh mì, đúng không? Anh sẽ tặng cho em 2 xe bánh mì nữa. Cảm ơn Linh nhiều. Như vậy là chúng ta có 30 triệu đồng. Rồi, chúc mừng Khải nha. Dạ, em xin chia sẻ chút xíu. Thật sự ra em tham gia chương trình này muốn nhận phần thưởng về, thứ nhất á, là em muốn dành một ít tiền này để dẫn bé Trân, học trò của em, là bé ngày hôm nay đi, để đi khám mắt. Bé hiện tại bây giờ đang bị ba căn bệnh loạn viễn và cận. Bé hiện tại bây giờ đang chỉ ở với mẹ thôi. Chuyện xe bánh mì, em có 4 xe. Dạ. Chuyện dẫn bé Trân đi khám mắt, có các bác sĩ của chương trình Hát Cho Ngày Mai. Đừng có lo, chúng tôi sẽ đưa bé Trân đến gặp các bác sĩ trong chương trình. Chương trình này bác sĩ nhiều lắm, không có lo. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Chúng tôi sẽ khám mắt cho bé Trân. Dạ. Không lo điều đó, bánh mì xe cứ mua để phát triển thêm nữa. Dạ em cảm ơn. Lấy hai xe sau. Dạ em cảm ơn lên được chưa? Dạ. Cảm ơn ba chương trình, ba giám khảo chương béo. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái niềm vui cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là tiếng hát của bác sĩ Tùng với giám khảo Trương Thế Vinh. Các bạn cho Vinh cánh tay đi ạ. Ồ, cảm ơn anh chị nhiều. Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu. Rơi trước nhà bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh. Tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa. Ngày nào hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi. Theo gió bay đến nước mắt kéo về nơi này. Cảm ơn Trương Thế Vinh. Chúc mừng phần biểu diễn của bác sĩ Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ mở micro vàng của mình ra để xem giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Nhưng bây giờ chúng ta mở trước cái micro đặc biệt đi. Ống nhựa hoa sen giữ nguồn hạnh phúc, tôn hoa sen mà ấm gia đình Việt, ống thép hoa sen bền vững tương lai. Em xin phép chọn cái ống thép hoa sen. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Rồi, mình mở cái này trước ha. Chúng ta sẽ xem giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Chúng ta xem nhân mấy cái đó. Nhân 1, nhân 2 hay là nhân 3? Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Này vững lắm nè, này chắc ăn nè. Ống thép mà. Nhân mấy đây? Wow, có nhân mà không biết nhân mấy đó hả?
nhân 3. Wow, đó là con số rất là ấn tượng, nhân 3. Chúc mừng cho bác sĩ Tùng nha. Vấn đề còn lại là micro vàng dành cho bác sĩ Tùng là bao nhiêu? Số 4, mở. Số mấy đây mới quan trọng. Nhân cho 3 nha. Hát cho ngày mai. Oh. 25 triệu đồng. Như vậy là chúng ta đã có số tiền 25 x 3 là 75 triệu đồng dành cho bác sĩ Tùng. Chúc mừng. Thực sự là hôm nay em đến đây là đã quá là vui rồi. Thì rất là nhiều những đồng nghiệp của em có chia sẻ những cái hoàn cảnh mà bệnh nhân mắc những bệnh hiểm nghèo và không có tiền để chữa trị. Thì em xin phép là sẽ trích một phần cái khoản tiền này để khi mà có những cái hoàn cảnh như vậy thì em sẽ hỗ trợ đến mức tối đa có thể để bệnh nhân như vậy có thể vượt qua được cái cơn hoạn nạn của bệnh tật của mình. Và một phần nữa thì em cũng sẽ xin có một món quà nhỏ dành tặng cho mẹ, dành tặng cho bố của em. Cảm ơn bố mẹ đã đồng hành với con trong suốt hơn 10 năm qua con theo nghiệp y. Em xin cảm ơn. Ở đây phần quà 75 triệu đồng dành cho bác sĩ Tùng để thực hiện những cái ước mơ của mình. Xin mời ban giám khảo chúng ta đến cùng chung vui với bác sĩ Tùng đến từ thủ đô Hà Nội. Chương trình Hát cho ngày mai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình sau tuần sau quý vị nhé.